Hai ba, phẩm vô biên tế, bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát đời quá khứ đều vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời vị lai đều vô sở hữu bất khả đắc, các đại Bồ Tát đời hiện tại đều vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, sắc vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Thọ tưởng hành thức vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, sắc xứ vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, nhãn giới vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, sắc giới vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Thanh hương vị xúc pháp giới vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, nhã thức giới vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, nhãn xúc vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, pháp không nội vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, pháp giới vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn, vân vân vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, thanh văn thừa vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Độc giác thừa, đại thừa vô biên tế, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên tế. Bạch Thế Tôn, ngày nơi sắc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa sắc đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi thọ tưởng hành thức đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thọ tưởng hành thức đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngày nơi nhãn xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhãn xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi sắc xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa sắc xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi thanh hương vị xúc pháp xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi nhãn giới đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhãn giới đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, ngay nơi nhĩ tỷ thiệt thân ý giới đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi sắc giới đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa sắc giới đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc,
ngay nơi thanh hương vị xúc pháp giới. Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thanh hương vị xúc pháp giới, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi nhãn thức giới, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhãn thức giới, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi nhãn xúc, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhãn xúc, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi bố thí ba la mật đa, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa bố thí ba la mật đa, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi bốn niệm trụ, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa bốn niệm trụ, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi pháp môn giải thoát không, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa pháp môn giải thoát không, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi mười lực của Phật, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa mười lực của Phật, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi pháp không nội, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa pháp không nội, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi pháp giới, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa pháp giới, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn, vân vân, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn, vân vân, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, ngay nơi thanh văn thừa, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc, lìa thanh văn thừa, Đại Bồ Tát vô sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi độc giác thừa, Đại Bồ Tát